Tiếp tục bản tin với những hoạt động từ thiện vừa diễn ra. Nhân dịp khai giảng, Quỹ Từ thiện Thọ Giác đã đến thăm và trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Với thông điệp trao gửi yêu thương, ươm mầm trí tuệ, Quỹ Từ thiện Thọ Giác đã trao 60 phần học bổng cho các em học sinh nghèo, trong đó 5 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận thêm xe đạp. Các em còn lại nhận đồ dùng học tập và tiền mặt. Tổng giá trị của các phần quà là hơn 25 triệu đồng. Con muốn xin lời cảm ơn các thầy cô đã tặng quà cho các học sinh cho con. Thầy cô dặn dò với con là phải học chăm chỉ, cố gắng học hành để sau này lớn lên mình sẽ nuôi ba mẹ. Dịp này, Quỹ Thọ Giác phối hợp với chính quyền thị trấn Tiệm Tôm khánh thành cây cầu bê tông cốt thép Thọ Giác 20. Đoàn cũng khởi công xây dựng cây cầu Thọ Giác 29 tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre.